Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Trang Cooking. Hôm nay mình và các bạn cùng vào bếp để thực hiện món canh vịt nấu măng tươi. Một món canh với cách làm đơn giản, ăn vào những ngày trời trở lạnh thì rất là tuyệt vời. Các bạn có thể ăn cùng với cơm hoặc là bún thì đều rất là cuốn hút. Bây giờ mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện cùng mình nhé. Nguyên liệu hôm nay mình có chuẩn bị bao gồm 300g thịt vịt, 300g măng tươi, rau thơm gồm có mùi tàu, hành lá, hành tỏi khô, gia vị gồm hạt nêm, hạt tiêu, nước mắm và muối. Bây giờ mời các bạn cùng bắt tay vào để sơ chế nguyên liệu với mình. Đầu tiên, măng tươi mình có chuẩn bị ở đây có 300g. Mình đã ngâm với nước muối rồi, bây giờ mình sẽ đi tước nhỏ cho vừa ăn. Măng này thì để ăn măng không bị độc thì mình sẽ đi luộc với nước muối. Mình sẽ luộc khoảng 2-3 nước, mỗi lần thì mình sẽ luộc trong khoảng 5 phút. Trong khi chờ măng luộc thì mình sẽ đi sơ chế phần hành lá và mùi tàu. Hành lá và mùi tàu thì mình đã nhặt bỏ gốc và rửa sạch. Bây giờ mình sẽ thái nhỏ khoảng 1cm. Canh vịt thì cho mùi tàu vào thì sẽ rất là thơm. Tiếp đến ở đây mình có chuẩn bị 2 củ hành khô và 3 tép tỏi. Mình đã loại bỏ phần vỏ và rửa sạch. Một củ hành khô thì mình sẽ đi thái múi cao để mình đi trần qua thịt vịt cho thơm. Phần hành tỏi khô còn lại thì mình sẽ băm nhỏ. Để chút nước thì mình sẽ đi phi và xào cùng với thịt. Khi làm món canh vịt nấu măng, các bạn có thể lựa chọn măng tươi, măng củ hoặc măng lá thì đều được. Hôm nay thì mình có sử dụng ở đây có 300g măng lá. Mỗi lần thì mình sẽ luộc trong khoảng 5 phút. Sau đó thì mình sẽ vớt ra thay nước mới và mình sẽ đi luộc lại. Ở lần cuối cùng thì mình sẽ vừa cho muối và vừa cho thêm một chút bột nghệ để phần măng sẽ lên màu được đẹp hơn. Nếu không có bột nghệ thì các bạn chỉ cần luộc với muối. Để phần măng ăn được ngon và giòn hơn thì các bạn có thể loại bớt phần gốc già của măng. Sau đó thì mình mới thái sợi cho vừa ăn. Khi luộc măng thì mình cũng sẽ mở nắp nồi để các cái chất ngâm bảo quản ở trong măng sẽ được loại bớt đi. Phần măng của mình luộc 2 nước các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ vớt ra rổ. Sau đó mình sẽ đem rửa lại sạch với nước lạnh. Rửa lại thì vừa để giúp măng được sạch hơn, bớt mặn, tại vì mình có cho cả muối vào để luộc và để cho phần măng ăn được giòn hơn. Tiếp đến mình sẽ đi sơ chế thịt vịt. Thịt vịt khi mà mua về thì mình đã bóp với muối hạt và gừng rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào nồi thêm một thìa canh muối và thêm một chút hành khô để mình trần qua. Ngoài gừng, muối và hành thì các bạn có thể sử dụng như là rượu trắng, giấm, chanh để khử hôi vịt thì cũng rất là hiệu quả. Bây giờ mình sẽ cho phần hành tỏi đã băm nhỏ vào để đi phi thơm. Thơm lắm các bạn ơi. Khi mà hành tỏi đã thơm rồi thì mình sẽ cho luôn phần thịt vịt đã trần sơ qua vào. Nếu nấu với số lượng nhiều thì các bạn cũng có thể mang thịt vịt đi áp chảo qua để phần thịt vịt sẽ loại bớt phần mỡ. Khi mình nấu canh thì ăn sẽ không bị béo và ngán. Khi thịt vịt đã săn lại thì mình sẽ cho nước dùng vào để nấu cùng. Tùy theo mỗi gia đình thì các bạn có thể căn chỉnh lượng nước sao cho đủ ăn nhé. Tiếp đến mình sẽ dùng dây để vớt bớt phần hành tỏi để nước dùng được trong và ngon hơn. Mình sẽ hầm vịt trong khoảng 25-30 phút để cho vịt được chín và mềm. Sau đó thì mình sẽ dùng thìa để vớt bớt phần bọt nổi ở trên bề mặt của nước dùng đi. Tiếp đến mình sẽ nêm vào đây một thìa canh nước mắm, thêm 1/2 thìa canh hạt nêm và một thìa cà phê hạt tiêu. Rồi mình cho phần măng đã rửa sạch vào để hầm cùng. Các bạn hầm thêm trong khoảng 10 phút nữa là có thể ăn được rồi các bạn ạ. Như vậy nồi canh măng của mình cũng đã hầm được khoảng 35 phút rồi. Bây giờ mình sẽ cho phần rau thơm vào để thưởng thức thôi. Các bạn có thể nêm nếm lại sao cho hợp với khẩu vị ăn của gia đình nhé. Cho hết phần rau thơm vào, sau đấy mình sẽ tắt bếp luôn.
để phần rau thơm được giữ được cái độ xanh tươi. Thơm lắm các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ múc ra bát để ăn luôn cho nóng hổi nhé. Nếu thích ăn cay thì các bạn cũng có thể cho thêm 1-2 trái ớt vào. Ăn cũng rất là cuốn hút các bạn ạ. Món canh vịt nấu măng này khó nhất là cách để các bạn làm cho vịt ăn được thơm, không bị hôi. Và cách sơ chế măng sao cho măng được sạch sẽ, loại bỏ phần độc tố có ngâm ở trong măng. Món này các bạn có thể ăn cùng với cơm hoặc là bún thì đều rất hợp vị. Bây giờ mời các bạn cùng ăn thử món canh vịt nấu măng với mình nhé. Nước dùng rất là trong, ăn có vị ngọt thanh rất là ngon. Không hề có mùi hôi từ thịt vịt. Thịt vịt ăn rất là mềm, có độ ngọt tự nhiên, không bị khô. Miếng măng tươi có màu vàng ươm, trông rất là bắt mắt. Ăn vào giòn giòn, ngon ngon, cuốn hút vô cùng. Chắc chắn hương vị này sẽ làm cho các bạn nhớ mãi không quên. Các bạn nhớ thực hiện để cho cả gia đình cùng thưởng thức nhé. Vậy là hôm nay kênh Trang Cooking đã chia sẻ cho các bạn cách nấu canh vịt nấu măng tươi. Một món canh rất là ngon, ăn vào những ngày trời hơi se se lạnh thì rất là tuyệt vời. Các bạn nhớ thực hiện để cho cả gia đình cùng thưởng thức nhé. Nếu thấy video của mình hôm nay hay, các bạn nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn có một ngày mới bên gia đình thật vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye!